Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một số hạt CFM Qualify và Liên Quân khá là ok. Toàn hạt giá rẻ và ngon thôi, giá thì từ 200-300k gì đấy, rất là ok. Đến với cái hạt đầu tiên anh em nhé, level 84. Rồi tôi sẽ vào AquiChat anh em nhé, đổi chủ điện thoại vô tư. Thì tôi sẽ vào sâu luôn kho đồ cho anh em xem thôi. Giá thì có vài trăm thôi, gọi là như là hạt trắng thôi. Có M4A1 quái thú vô hình này, 6 lòng VIP, một cây carry con VIP. Đấy, cậu AK Bon Beat là ấy thì đã cây được rồi, cậu này thì chưa được vĩnh viễn nhưng sắp được rồi. Rồi tiếp theo là M4A1 Transformer Fake vĩnh viễn này. Rồi một khẩu M4 này nữa, cũng là súng VIP nhưng mà tôi không nhớ tên anh em ạ. Đấy, Alacon AK Bon Beat và cái xẻng thì gần cây full rồi. Nói chung là chủ AK cũng rất chịu khó cây K98 này. Rồi AK Gold này. Đấy, một cái xẻng rồng. Rồi khẩu AK này nữa, nói chung AK này thì súng thì nó cũng không nhiều nhưng mà giá rẻ mà thì cũng đủ anh em chơi. Đấy, một cây AK này. Rồi QBS và Aragon đua Glock Gold. Rồi đấm đấm rồi các thứ IAS lựu đạn kiếm cực kỳ nhiều nhé anh em nhé. Đấy QBZ95 này. Rồi các thứ KAL94 9A91 M14 này. Rồi nói chung súng tím rất là nhiều cho anh em chơi. Barret Royale thì X2. Đấy, team bi đỏ này. Rồi đua team bi Royal Dragon. Đây khẩu súng ốc chó của CM đây, khẩu QCW05. Khẩu này bắn nói chung ở tầm gần nó như team bi anh em ạ. Đấy, khẩu súng ốc chó. Gọi là súng ốc chó của CM. Đấy, rồi bác M37 súng tím rất là ok. Đấy, cả chiến rất là nhiều nha anh em nhé. Bom thì rất là nhiều, đây không phải bom VIP nhưng mà bom thường thôi nhưng rất là nhiều luôn. Đây, nhân vật thì có được 3 nhân vật VIP rồi. À còn 3 nhân vật vĩnh viễn. Còn mấy cái con kia là mặc định rồi. Con này là con Fox ngày hè này. Rồi còn 2 nhân vật dưới là nhân vật ấy nhé nhé. Là nhân vật mặc định. Đây, một số skin các kiểu. Skin AK Inflo. Và rất là nhiều ngọc. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến với một số ạc chứ. À một số ạc Free Fire nhé. Rồi tiếp tục đến với một ạc Free Fire nhé, cũng khá là ok. Thì tôi sẽ vào sâu nhanh cho anh em xem thôi. Ạc level 60 và mua được 4 mùa TBC rồi. Nói chung là cũng đầy đủ đồ anh em chơi, có lăng phách tím nữa. Và một số súng thôi. Đây. Nhân vật này. Alok các thứ đầy đủ nhanh em nhé. Nói chung là còn khoảng 6 nhân vật chưa mua thôi. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh tủ đồ cho anh em xem. Đặc là rẻ thôi, có vài trăm ca thôi. Đây, năng khách tím cũng khá là hot. Ác quỷ đường phố ở mùa TVC trước. Rồi thích khách hắc long gravity xanh. Hàn Vương. Đồ đạc thì đủ anh em dùng. Đấy, có hơn 300k thôi. Rất là ok cho anh em luôn. Đấy, và bộ thì có 5 bộ của nữ, 4 bộ của nữ và 1 bộ khủng long bò sữa. Rất là ok. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu luôn đồ nữ cho anh em xem. Đây, đồ nữ cũng nói chung là cũng thoải mái anh em chơi. Vũ nữ nhịp tím này. Đồ nữ rất là nhiều. Đây, thảo quang tím. Rồi các thứ.
chua đồ nữ có khả năng là nhiều hơn đồ nam một xíu anh em ạ. Và thấy rất là nhiều. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu phần skin trợ thủ cho anh em xem. Thì cũng mua được khá rồi anh em ạ. Có cả gấu cái các thứ. Rồi tiếp tục đến với bộ sưu tập đi. Đây một số hành động thôi. Nói chung cũng khá là ok. Ba lô. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu vũ khí cho anh em xem. Thì skin vũ khí cũng khá là ok, đủ anh em chơi thôi. Một bộ đã một hàn băng này, AK thì có AK rồng lửa rồi. Ska thì có Ska bóng ma sát thủ và skin Ska kiếm thủ cũng đủ anh em chơi. Roya này, rồi SKS M249, Famat thì có Famat vũ trụ. Và có mấy khẩu Famat nữa, nói chung là cũng ok. Skin súng gần, skin súng ngon thôi. X18 khẩu cá mập vàng nha anh em nhé, cũng rất là mạnh này. AL94 triệu đô các kiểu. Rồi tiếp tục UMP thảm họa, MP5 giác đấu ấy, DSS, MP40 thì có skin chuẩn nam và skin phục sinh nha anh em nhé. Hai khẩu này cũng rất là ngon, khẩu này đang hot đây này, khẩu phục sinh nha anh em ạ. Rồi B90 huyết quỷ, tập găng M1014 pha la ông và hàm cắm mặt bắc của bắc giáng sinh, súng ngắm rồi súng lục cận chiến, đây nhiều đạn này, bom keo. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến với một ạc free fire giá rẻ tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với ạc free fire tiếp theo. Ạc này thì giá rẻ thôi, có hơn 100k thôi, nhưng đồ cũng đủ cho anh em dùng nhé. Level 60. Đây nhân vật anh em, nói chung là rất là ok thôi, giá thì hơn 100k. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi, tủ đồ này, nói chung cũng đủ đồ anh em chơi. Chiến binh bão cát. Bên dưới là đồ lữ anh em, đồ lữ thì cũng khá, nói chung đồ lữ khả năng còn nhiều hơn đồ lam luôn. Vì có hơn 100k nên tôi sẽ sâu qua thôi, nên nào mua thì inbox tôi sẽ chụp hình thêm cho anh em xem. Đấy, nói chung đồ đạc rất là nhiều và ok luôn. Đấy, đồ lam. Ở dưới là đồ nữ anh em nhé, nói chung rất là nhiều luôn. Rồi đặc biệt là có khủng long nữa này. Đấy, hơn 100k và có khủng long. Khủng long này quay khá là mệt đấy anh em ạ. Trước quay cũng mất rất là nhiều kim cương. Đấy, kim trợ thủ có cả gấu luôn rồi. Tiếp tục đến với bộ sưu tập đi. Đây, một số hành động nói chung cũng đủ chơi thôi, giá rẻ mà, có trăm mấy chục ca thôi. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu skin vũ khí cho anh em xem. Đó, cũng rất là ok nhé. M4 là một rừng xanh này, M4 là một màu hồng. M14 thì chưa có skin, Ska thì có skin Ska kiếm thủ rồi. Anh em nào thích bắn M4 Ska rất là ok. Body A, Famat thì có Famat ma cà rồng này. X18 rồi AL94 triệu đô. Tiểu lên thì có UMP thảm họa, MP5 giác đấu. Rồi cũng có MP40 nhưng em nhé, Ska và MP40 đầy đủ. M4 rừng xanh, chúng hơn 100k skin súng đủ chơi thôi. MP40 sấm sét này. Sọc can thì có khẩu M4A1 hàn băng. Đây, súng ngắm K98 miền Biển Tây các thứ, lục này. Cận chiến Katala, lựu đạn và bom keo. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến với một ạc liên quân.
Và đến với cả cuối cùng nhé, thì Liên Quân tài khoản Garena đổi thông tin được 58 tướng và 69 trang phục. Giá thì có hơn 200k thôi, anh em có thể chơi vô tư, khỏi cần phải mua, khỏi cần phải làm nhất các thứ anh em. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh cho anh em xem thôi. Tướng thì cũng khá là ok. Đấy, tôi sẽ sâu qua một số skin ngon thôi. Đây, này cũng có siêu việt thôi. Rồi anh em nào mua thì inbox tôi nhé, tôi sẽ chụp hình kỹ hơn gửi cho anh em xem. Và nói chung là hơn 200k thì cũng khá là ok cho anh em chơi. Bảng ngọc thì cũng khá là ok anh em. Đấy, được, nói chung là được 6-7 bảng ngọc 90 luôn. Bảng ngọc, nói chung ngọc này rất là đẹp rồi. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nhá. Đấy, số điện thoại sẽ để ở trên kênh YouTube, anh em có thể gọi điện trực tiếp để tránh tình trạng bị fake. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip. Tạm biệt anh em.